Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái project web mà sử dụng Maven project. Mà với tôi sẽ trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái project web mà có đầy đủ các config. Như ở bữa trước thì nếu mà ở các bài như là lesson 1 và lesson 2 thì ở cái mục web app này thì cái folder web app này nó và mấy cái file như là web.html này nó không tự sinh ra cho chúng ta, thì việc tạo chúng ta phải tự tạo bằng tay, như thế thì nó rất là tốn công. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái project web mà có đầy đủ mà các file config ban đầu của nó, giống như là bên khi mà chúng ta tạo ra một cái project dynamic web project thì mấy cái file như là web.html thì nó tự sinh ra. Thì trong cái này, trong bữa trước thì tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng cái simple Maven project, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái nâng cao hơn. Thì để mà tạo ra được cái project như vậy thì ở trong cái chương trình edit của các bạn thì nó phải cài đặt cái tool là m2 edit. Đó, thì các bạn cần phải cài đặt cái nút in này ở trong cái edit của các bạn. Thì mặc định ở mấy cái edit mà cái phiên bản gần đây như là phiên bản Oxygen hay là Photon thì nó đã tích hợp sẵn rồi. Ví dụ như cái bản của tôi là bản Oxygen thì nó đã cài đặt sẵn rồi. Thì ví dụ như tôi click vô đây, tôi kiểm tra xem là những cái nút in nào đó là cài đặt, và tôi search ở trên đây chẳng hạn như là tôi nhập là M2M. Đó, thì đây là mấy cái nút in của thằng M2M ở đây. Đó, nếu mà các bạn nào mà trong cái version edit của các bạn mà đã kiểm tra mà nó đã cài đặt như vậy thì tức là nó đã cài đặt. Còn nếu mà các phiên bản mà cũ rồi thì nó không có, thì các bạn có thể tự cài đặt thêm vô, hoặc là các bạn có thể cài đặt cái phiên bản mới nhất về để nó có support cái này. Thì sau đây thì tôi sẽ đi tạo ra một cái project web như vậy. Thì tôi sẽ nút vô file, tôi chọn new, chọn Maven project và tôi nút vô net. Và ở chỗ này thì tôi sẽ đi search. Tôi sẽ đi search Maven Archie. Còn Archetype, rồi đặt tên web app. Đó, thì tôi sẽ xài mấy cái đây, thì tôi sẽ xài cái tôi sẽ chọn cái kiểu này thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái đồ chất web đây, và tôi click cho net. Rồi tôi nhập cái group ID là com.mngo, rồi cái artifact ID là ví dụ như tôi nhập là lesson 3 và tôi đặt cho là thì ai web project full config chẳng hạn. Rồi cái version thì tôi nhập cho nó là 1.0. Cái version mặc định 0.01 thì các bạn không nên sử dụng cái version đó nha, tại vì nó xài nó có thể bị lỗi. Rồi cái chỗ này tôi bỏ đi, cái bài kịch thì tôi để là com.ngó thôi. À, tôi click cho finish. Đó, thì nó tạo ra cái đồ chép cho tôi. Đó, thì ở đây nó báo lỗi. Thì nó báo lỗi ở cái ở đây thì nó đã phát sinh cho tôi ra cái file web.html như vậy. Đó, thì tuy nhiên thì cái file index ban đầu thì nó báo cái lỗi như sau. Thì nó báo là superclass javax.server.net.http.http.server.net not found. Còn Java Vbat tức là nó nói là cái thư viện này nó không có, nó không tìm thấy trong cái phần Java Vbat. Thì chúng ta cần phải thêm cái thư viện vô trong cái bom cho nó. Đây thì tôi sẽ đi vô cái file bom này. Thì đây là cái file bom. Thì mặc định của nó tự động thêm cho chúng ta cái thư viện dependency là JUnit. Đó. Thì chúng ta cần phải thêm một cái thư viện khác nữa là Java Servlet API thì nó mới hết cái nỗi kia được. Thì tôi sẽ đi vô Google và tôi search cái sau javax.servlet-api. Rồi tôi chọn là cái version là 3.1.0 chẳng hạn. Đó, và tôi sẽ copy cái dependency này về đây, tôi sẽ paste vào rồi đây. Đó, rồi tôi
chỉnh cái format code này. Rồi cái code này bằng cái code bằng cầu bài đi thì tôi bỏ đi. Đó. Rồi tôi cho save. Rồi tiếp theo thì tôi chọn vô cái đồ Z của tôi và tôi chọn ma văn. Rồi chọn update đồ Z để cho nó cập đẹp lại cái đồ Z cho tôi. Rồi tôi reset lại cái đồ Z của tôi. Ngoài ra thì ở đây cái ma văn nó đã download cái thay ra dependency cho tôi. Tuy nhiên thì cái GDE system library này thì nó đang ở cái version 1.5, nó không khớp với cái version trong máy của tôi là 1.8, thì tôi phải đi update này nó, thì tôi phải chọn vô project, rồi tôi chọn vô UBAT, rồi tôi chọn config UBAT. Rồi tôi chọn vô cái tab này library như vậy, rồi tôi chọn GDE system library, rồi tôi chọn edit. Rồi tôi chọn ANT GDE 1.8 như vậy. Rồi tôi cho finish. Rồi tôi đi cho apply node. Rồi tôi cho save. Ngoài ra thì tôi còn phải set up cái server Tomcat cho nó nữa. Thì tôi sẽ chọn cho đồ Z, rồi tôi cũng chọn cho là Vubac. Rồi config Vubac. Rồi tôi search cái target runtime, thì tôi phải chọn cho nó cái server Tomcat. Thì ở trong server Tomcat của tôi thì ở trong máy tôi đang cài đặt Apache Tomcat version 9, thì tôi sẽ chọn nó và tôi chọn apply and now. Rồi cái này thì tôi chọn là maven, rồi tôi chọn update đồ Z này một lần nữa thì nó đã update lại cho tôi. Tuy nhiên nhưng mà cái GDE này thì nó lại cập nhật này là phiên bản version 1.5, thì tôi sẽ đi UBAT lại cho nó, thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó. Tương tự thì như vừa nãy thì tôi cũng chọn vô cái GDE system library này, tôi chọn edit, rồi tôi chọn ANT GDE 1.8 như vậy, chọn finish, rồi tôi chọn apply and now. Và bây giờ thì tôi sẽ đi run cái đồ Z này. Thì tôi sẽ run Z, tôi chọn run app, rồi chọn run on the server, tôi cho save, rồi tôi giúp net, rồi cái đồ Z này tôi không cần sử dụng, tôi remove đi, rồi tôi cho finish, tôi click OK. Đó, cái đồ Z của tôi bây giờ nó đã lên với cái trang có cái chữ Hello World như vậy. Thì ở trong cái trang index này thì nó chỉ có cái thẻ H2 có chữ Hello World như vậy, nên nó sâu lên như vậy thôi. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã tạo ra một cái hướng dẫn các bạn làm ra một cái đồ Z web dạng maven với đầy đủ các config mặc định ban đầu giống như ở phần Dynamic Web đồ Z. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.